Cô chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô rất vui khi gặp lại các em ở môn tiếng Việt lớp 5. Phân ngôn chính tả. Để học tốt tiết chính tả, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở ghi, vở nháp, bút chì, bút mực, thước kẻ. Ngồi học ngay ngắn, đủ ánh sáng, không quá gần tivi Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không? Cô mời các em vào tiết học cùng cô. Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em ở hai bài chính tả tuần 33 và 34. Đó là bài chính tả nghe viết trong lời mẹ hát. Sách giáo khoa tiếng Việt 5 tập 2 trang 146 147 và bài chính tả nhớ viết sang năm con lên 7. Sách giáo khoa tiếng Việt 5 tập 2 trang 154 155. Qua hai bài chính tả, hôm nay các em cần đạt các mục tiêu sau. Mục tiêu của bài trong lời mẹ hát Nghe viết chính xác và trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng. Viết hoa đúng các tên cơ quan, tổ chức trong đoạn văn, công ước về quyền trẻ em. Mục tiêu của bài sang năm con lên 7. Nhớ viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng bài thơ 5 tiếng. Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó. Viết được một tên cơ quan xí nghiệp công ty ở địa phương. Các em ạ, à, đây là hình ảnh người mẹ ru con từ thở nằm nôi. Cô tin rằng tuổi thơ của mỗi người đều có những khúc hát lời ru ngọt ngào của mẹ. Những lời ru ấy như bầu sữa mẹ nuôi dưỡng đứa trẻ và có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa trẻ. Hôm nay cô trò mình sẽ được lắng nghe lời mẹ ru qua bài chính tả nghe viết trong lời mẹ hát. Cô mời các em đọc bài cùng cô. Chính tả nghe viết trong lời mẹ hát. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước chồng chành nhịp võng ca dao con gặp trong lời mẹ hát cánh cò trắng dải đồng xanh con yêu màu vàng hoa mướp con gà cục tác lá chanh thời gian chạy qua tóc mẹ một màu trắng đến nôn nao lưng mẹ cứ còng dần xuống cho con ngày một thêm cao mẹ ơi trong lời mẹ hát có cả cuộc đời hiện ra lời ru chấp con đôi cánh lớn rồi con sẽ bay xa trương nam hương các em hãy đọc thầm lại bài chính tả và cho cô biết bài thơ ca ngợi điều gì? Đúng rồi các em. Bài thơ ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời đứa trẻ. Các em ạ, à, qua bài thơ ta thấy được tình mẫu tử thiên liêng cao cả không gì sánh bằng. Mẹ đã vất vả nuôi dưỡng chúng ta nên người từ ngày còn bé thơ đến lúc trưởng thành. Những lời hát những câu chuyện của mẹ thấm sâu vào tâm trí nuôi dưỡng tâm hồn đó mãi là nền tảng tiền đề động lực giúp chúng ta trưởng thành sống có ích để đền đáp công ơn các đấng sinh thành cô mong rằng các em hiếu thảo với cha mẹ và cố gắng học hành để xứng đáng là con ngoan trò giỏi nhé các em hiểu được nội dung bài chính tả rồi cô cùng các em đọc lại bài để tìm xem trong bài có những từ ngữ nào khó viết nhé chính tả nghe viết trong lời mẹ hát. Tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, chồng chành nhịp võng ca dao. Con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng, dãy đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Thời gian chạy qua tóc mẹ, một màu trắng đến nôn nao, lưng mẹ cứ còng dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Mẹ ơi trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra Lời ru chấp con đôi cảnh Lớn rồi con sẽ bay xa Trương Nam Hương Các từ khó trong bài là Chồng chành, nhịp võng Hoa mướp, màu trắng Còng, chấp Để viết tốt bài chính tả Cô mời các em lấy vở nhé Luyện viết các từ khó nhé Từ đầu tiên là từ Chồng chành trong tiếng chồng âm đầu là chờ vần ong, dấu huyền trên âm o tiếng chành âm đầu là chờ vần anh dấu huyền trên âm a chồng chành có nghĩa là nghiêng qua nghiêng lại không giữ được thăng bằng cô đặt câu để các em phân biệt nghĩa các em hãy đọc cùng cô chiếc lá thoáng chồng chành chú nháy bén loay hoay cố giữ thăng bằng từ kế tiếp là từ nhịp võng tiếng nhịp âm đầu là nhờ Vần yếp, các em lưu ý, âm chính là y, âm cuối là p, dấu nặng đặt dưới âm y. Tiếng võng, âm đầu là v, vần ong, dấu ngã trên âm o. Nhịp võng, là đung đưa, chuyển động từ bên này sang bên kia một cách nhẹ nhàng, có nhịp đều. Cô đặt câu để các em hiểu nghĩa. Mẹ đưa từng nhịp võng đều đều cho con ngủ ngon. Từ kế tiếp là từ hoa mướp, trong tiếng mướp. Các em lưu ý cho cô âm M, vần ướt có âm chính ư ơ, âm cuối là P, dấu sắc, đặt trên âm ơ. Mướt là lồi dây leo, trái dài, hoa có màu vàng. Đây là hình ảnh của hoa mướp. Từ kế tiếp là từ màu trắng. Tiếng màu có âm đầu là M, vần ao, âm chính, A, âm cuối U, dấu huyền trên âm A tiếng trắng có âm đầu là tr vần ăn dấu sắc đặt trên âm á màu trắng là màu có độ sáng cao đây là hình ảnh chiếc áo dài màu trắng từ kế tiếp là từ còng tiếng còng có âm đầu là cờ vần ong dấu huyền đặt trên âm o tiếng còng trong câu lưng mẹ cứ còng dần xuống có nghĩa là lưng cong xuống không đứng thẳng được đây là hình ảnh lưng còng của mẹ. Từ cuối cùng là từ chấp. Tiếng chấp có âm chờ, vần áp, dấu sắc trên âm ả. Chấp nghĩa trong bài có nghĩa là tạo điều kiện tốt để đạt được mức độ cao nhất. Cô đặt câu để các em hiểu rõ nghĩa. Mẹ chấp cánh cho ước mơ của con. Như vậy, cô trò chúng ta vừa phân tích cách viết từ khó xong rồi. Cô mời các em đọc lại từ khó và đọc lại bài cùng cô. Từ khó, chồng chành, nhịp võng, hoa mướt, màu trắng, còng, chấp. Chính tả nghe viết, trong lời mẹ hát, tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, chồng chành, nhịp võng, ca dao con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng, dải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Thời gian chạy qua tóc mẹ, một màu trắng đến nôn nao, lưng mẹ cứ còng dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Mẹ ơi trong lời mẹ hát, có cả cuộc đời hiện ra, lời ru chấp con đôi cảnh, lớn rồi con sẽ bay xa. Trương Nam Hương Các em hãy hoàn thành bài chính tả này cho cô vào cuối buổi học nhé. Các em lưu ý, đây là bài chính tả thuộc thể thơ 6 chữ. Nên khi viết, các em lùi vào một ô so với lề gạch chỗ sửa lỗi. Tất cả những chữ đầu dòng các em phải viết hoa. Hết một khổ thơ, các em bỏ một hàng rồi viết khổ thơ tiếp theo. Các em nhớ ngồi ngay ngắn và lưng thẳng, mắt cách vỡ 25 đến 30 cm nhé các em. Còn bây giờ cô trò chúng ta sang bài tập số 2 trang 147. Bài tập 2 chép lại tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan tổ chức ấy được viết như thế nào? Công ước về quyền trẻ em. Công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em trên cơ sở thừa nhận trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Việc soạn thảo công ước được tiến hành từ năm 1979. Nhóm công tác của Liên hợp quốc đặt trách soạn thảo gồm 43 nước thành viên Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc và một số cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc như Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế cùng khoảng 50 tổ chức phi chính phủ như Tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em, Liên minh quốc tế cứu trợ trẻ em, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức cứu trợ trẻ em của Thụy Điển. Sau 10 năm soạn thảo, sửa đổi ngày 20 tháng 11 năm 1989, Công ước được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thông qua. Từ ngày 2 tháng 9 năm 1990, Công ước có hiệu lực trở thành luật quốc tế. Đến tháng 12 năm 1996, đã có 187 quốc gia tham gia Công ước. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Trong bài có một số từ các em cần hiểu nghĩa cái mở sách giáo khoa và đọc cùng cô. Công ước là văn bản do nhiều nước cùng ký kết để quy định nguyên tắc và thể lệ giải quyết một vấn đề quốc tế. Đề cập có nghĩa là nói đến đặt trách chịu trách nhiệm riêng về một vấn đề nhất định. Nhân quyền là quyền con người. Tổ chức phi chính phủ tổ chức không phải do chính phủ lập ra. Đại hội đồng Liên hợp quốc một trong những cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, bao gồm đại diện tất cả các nước thành viên để bàn bạc và quyết định mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Liên Hợp Quốc. Phê chuẩn có nghĩa là xét diện, đồng ý cho thực hiện. Các em hãy đọc thầm lại đoạn văn và cho cô biết đoạn văn nói về điều gì. Đúng rồi các em. Đoạn văn nói công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em Quá trình soạn thảo công ước diễn ra 10 năm. Công ước có hiệu lực, trở thành luật quốc tế vào năm 1990. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Ở bài trước các em đã học cách viết tên các cơ quan tổ chức đơn vị. Như vậy, các em cho cô biết, khi viết tên các cơ quan tổ chức đơn vị, ta phải viết như thế nào? khi viết tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ta cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận, tạo thành tên đó. Cô lưu ý các em trước khi làm bài, đọc kỹ đoạn văn bản, viết lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn theo đúng quy tắc. Dùng dấu gạch chéo để phân tích từng bộ phận của tên cơ quan, tổ chức đó. Nhận xét cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức đó. Cô nghĩ các em đã làm bài xong rồi đúng không? Các em hãy đối chiếu với kết quả của cô. Bài tập 2. Chép lại tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan tổ chức ấy được viết như thế nào? Tên các cơ quan tổ chức trong bài là Liên hợp quốc, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, Tổ chức nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức lao động quốc tế, Tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em. Liên minh quốc tế cứu trợ trẻ em, tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức cứu trợ trẻ em của Thị Điển, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cô phân tích thành các bộ phận như sau. Liên Hợp Quốc có một bộ phận, nên ta viết hoa chữ L của tiếng Liên. Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Ủy ban bộ phận thứ hai là nhân quyền bộ phận thứ ba là liên hợp quốc ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận nên ta sẽ viết hoa chữ u của tiếng ủy chữ n của tiếng nhân và chữ l của tiếng liên tổ chức nhi đồng liên hợp quốc gồm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là tổ chức bộ phận thứ hai là nhi đồng bộ phận thứ ba là liên hợp quốc nên ta sẽ viết hoa chữ tờ của tiếng tổ chữ n của tiếng nhi và chữ l của tiếng liên tổ chức lao động quốc tế gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tổ chức, bộ phận thứ hai là lao động, bộ phận thứ ba là quốc tế. Nên ta viết hoa chữ tờ của tiếng tổ, chữ l của tiếng lao, chữ quy của tiếng quốc. Tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tổ chức. Nên ta viết hoa chữ tờ của tiếng tổ, bộ phận thứ hai là quốc tế. Ta viết hoa chữ quy của tiếng quốc bộ phận thứ ba về bảo vệ trẻ em về đứng đầu bộ phận nhưng ta không viết hoa vì đây là quan hệ từ liên minh quốc tế cứu trợ trẻ em gồm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là liên minh bộ phận thứ hai là quốc tế bộ phận thứ ba là cứu trợ trẻ em ta viết hoa chữ l của tiếng liên chữ q của tiếng quốc và chữ cờ của tiếng cứu Tổ chức ân xá quốc tế gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tổ chức, bộ phận thứ hai là ân xá, bộ phận thứ ba là quốc tế. Ta viết hoa chữ tờ của tiếng tổ, chữ ớ của tiếng ân và chữ quy của tiếng quốc. Tổ chức cứu trợ trẻ em của Thụy Điển gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tổ chức, bộ phận thứ hai là cứu trợ trẻ em, bộ phận thứ ba là của Thụy Điển. Như vậy ta viết hoa chữ tờ của tiếng tổ và chữ cờ của tiếng cứu. Riêng bộ phận thứ ba, chữ của là quan hệ từ, nên ta không viết hoa. Thụy Điển là tên địa lý nước ngoài được phiên âm theo hán Việt, nên ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Tức là viết như viết tên người, tên địa lý Việt Nam. Tên tổ chức cuối cùng là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Đại hội đồng, bộ phận thứ hai là liên học quốc ta viết hoa chữ đơ của tiếng đại và chữ lờ của tiếng liên cô có lời khen đối với các bạn có cùng đáp án với cô các em vừa cảm nhận lời ru ngọt ngào của mẹ ở bài chính tả thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tình cảm dạt dào của người cha khi nhìn con thơ lớn khôn từng ngày và bước dần vào hành trình tuổi thơ tuổi học đường đồng hành cùng trang sách bạn bè thầy cô và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân ở đời thật qua hai khổ thơ cuối bài chính tả nhớ viết sang năm con lên bảy chắc các em đã thuộc bài rồi đúng không cô mời các em đọc bài cùng cô chính tả nhớ viết sang năm con lên bảy mai rồi con lớn khôn chim không còn biết nói gió chỉ còn biết thổi cây chỉ còn là cây đại bàng chẳng về đây đậu trên cành khế nữa, chuyện ngày xưa ngày xưa, chỉ là chuyện ngày xưa. Đi qua thời ấu thơ, bao điều bay đi mất, chỉ còn trong đời thật, tiếng người nói với con, hạnh phúc khó khăn hơn. Mọi điều con đã thấy, nhưng là con giành lấy, từ hai bàn tay con, Vũ Đình Minh. Các em hãy đọc thầm lại bài thơ và cho cô biết, người cha muốn nói với con điều gì? Đúng rồi các em. Điều người cha muốn nói với con. Khi lớn lên từ giả tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng nên. Hiểu được nội dung bài chính tả rồi. Cô cùng các em hãy đọc lại bài. Xem trong bài có những từ ngữ nào khó viết nhé. Chính tả nhớ viết. Sang năm con lên bảy. Mai rồi con lớn khôn. Chim không còn biết nói gió chỉ còn biết thổi cây chỉ còn là cây đại bàng chẳng về đây đậu trên cành khế nữa chuyện ngày xưa ngày sữa chỉ là chuyện ngày xưa đi qua thời ẩu thơ bao điều bay đi mất chỉ còn trong đời thật tiếng người nói với con hạnh phúc khó khăn hơn mọi điều con đã thấy nhưng là con giành lấy từ hai bàn tay con vũ đình minh các từ khó trong bài là đại bàn, chuyện ngày xưa, mọi điều, giành lấy, bàn tay. Để viết đúng bài chính tả, cô mời các em lấy vở nháp ra. Chúng ta cùng luyện viết các từ khó. Từ đầu tiên là đại bàn. Trong tiếng bàn, cô lưu ý các em, âm đầu bờ, vần an, có âm chính là a, âm cuối là ngờ, dấu huyền đặt trên âm a. Đại bàn là một loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc bộ ưng. Đây là hình ảnh của đại bàng. Từ tiếp theo là chuyện ngày xưa. Trong tiếng chuyện có âm đầu là chờ, vần uyên, âm đệm là u, âm chính iê, e. âm cuối là n, dấu nặng đặt dưới âm e. Tiếng ngày âm đầu là ngờ, vần ai, dấu huyền đặt trên âm a. Tiếng xưa Âm đầu là sờ, vần ưa. Chuyện ngày xưa là chuyện ở thời gian đã qua, cách thời nay rất lâu. Cô đặt câu để các em hiểu rõ nghĩa. Mẹ kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Từ kế tiếp là từ mọi điều. Tiếng mọi, âm đầu là mờ, vần oi. Dấu nặng đặt dưới âm o. Tiếng điều, âm đầu là đờ, vần yêu. Âm chính yê e âm cuối U, dấu huyền đặt trên âm E. Mọi điều có nghĩa là tất cả. Cô đặt câu để các em hiểu nghĩa rõ hơn. Cha mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Từ tiếp theo là từ dành lấy. Trong tiếng dành, cô lưu ý các em, âm đầu là di, vần anh, dấu huyền đặt trên âm A. Dành lấy có nghĩa là đoạt lấy một thứ gì đó cô đặt câu để các em hiểu rõ nghĩa hơn em quyết giành lấy giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi từ cuối cùng là từ bàn tay trong tiếng bàn âm đầu là bờ vần an âm chính là a âm cuối là n dấu huyền đặt trên âm a tiếng tay âm đầu là tờ vần ai bàn tay là phần ở đầu cánh tay để cầm sờ mó vật dụng cô đặt câu để các em hiểu nghĩa đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương như vậy cô trò chúng ta vừa phân tích cách viết từ khó xong rồi cô cùng các em đọc lại từ khó và đọc lại cả bài nhé từ khó đại bàng chuyện ngày xưa mọi điều giành lấy bàn tay chính tả nhớ viết sang năm con lên bảy mai rồi con lớn khôn chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết thổi, cây chỉ còn là cây. Đại bàng chẳng về đây, đậu trên cành khế nữa, chuyện ngày xưa ngày sữa chỉ là chuyện ngày xưa. Đi qua thời ấu thơ, bao điều bay đi mất, chỉ còn trong đời thật, tiếng người nói với con, hạnh phúc khó khăn hơn. Mọi điều con đã thấy, nhưng là con giành lấy từ hai bàn tay con, Vũ Đình Minh. Các em hãy hoàn thành bài viết này cho cô vào cuối buổi học nhé. Cô lưu ý các em đây là bài chính tả thuộc thể thơ năm chữ. Nên ta viết lùi vào một ô so với lề gạch chỗ sửa lỗi. Tất cả những chữ đầu dòng đều phải viết hoa, hết một khổ thơ, bỏ một dòng rồi mới viết khổ thơ tiếp theo. Bây giờ cô trò chúng ta cùng làm bài tập số 2 trang 154. Bài tập 2 tìm tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn sau, viết lại các tên ấy cho đúng. Ngay sau khi ký công ước về quyền trẻ em, chính phủ nước ta đã tổ chức Hội nghị Quốc gia vì trẻ em Việt Nam. Thông qua chương trình Hành động vì trẻ em năm 1991-2000, Thành lập Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em Việt Nam, Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, cụ thể như sau ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em việt nam chỉ đạo phối hợp hành động tổ chức thực hiện theo dõi kiểm tra và thực hiện chương trình bộ y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em bộ giáo dục và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ cho trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp các bộ ngành đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con. Cô lưu ý các em khi làm bài đọc kỹ đoạn văn bản, tìm tên các cơ quan tổ chức rồi dùng bút chì gạch dưới tên các cơ quan tổ chức đó. Dùng dấu gạch chéo để phân tích từng bộ phận của tên đó. Viết lại tên các cơ quan tổ chức ấy cho đúng chính tả cô nghĩ các em đã làm bài xong rồi đúng không các em hãy đọc lại tên các cơ quan tổ chức có trong đoạn văn cùng cô tên thứ nhất là ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em việt nam ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em việt nam bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội hội liên hiệp phụ nữ việt nam các tên tổ chức này viết chưa đúng. Chúng ta cùng phân tích và viết lại cho đúng. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Ủy ban, bộ phận thứ hai là Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Bộ phận thứ hai được ghép từ hai tổ chức là Ủy ban bảo vệ trẻ em Việt Nam và Ủy ban chăm sóc trẻ em Việt Nam. Cho nên ta viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận được ghép lại. Như vậy, tiếng chăm viết chưa đúng. Ta viết lại là viết hoa chữ cờ của tiếng chăm. Tương tự như thế, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Tiếng bảo viết chưa đúng. Ta viết hoa lại chữ bờ của tiếng bảo bộ y tế gồm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là bộ bộ phận thứ hai là y tế như vậy chữ y viết chưa đúng ta viết hoa lại bộ giáo dục và đào tạo gồm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là bộ bộ phận thứ hai là giáo dục và đào tạo tiếng giáo viết chưa đúng ta viết đúng là viết hoa chữ g của tiếng giáo bộ lao động thương binh và xã hội gồm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là bộ bộ phận thứ hai là lao động thương binh và xã hội tiếng lao viết chưa đúng ta viết lại cho đúng là viết qua chữ l của tiếng lao hội liên hiệp phụ nữ việt nam gồm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là hội bộ phận thứ hai là liên hiệp phụ nữ việt nam bộ phận thứ hai được ghép từ hai tổ chức là hội liên hiệp việt nam và hội phụ nữ việt nam cho nên ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận được ghép lại. Như vậy, tiếng liên và tiếng phụ viết chưa đúng, ta viết lại cho đúng là viết hoa chữ L của tiếng liên và chữ phờ của tiếng phụ. Cô có lời khen tất cả các em có cùng đáp án với cô. Bây giờ cô trò chúng ta sang bài số 3. Bài 3. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ty ở địa phương em. Mẫu. Công ty giày da Phú Xuân. Như vậy để viết đúng thì cô phân tích thành từng bộ phận. Công ty giày da Phú Xuân gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là công ty. Ta viết hoa chữ cờ của tiếng công. Bộ phận thứ hai là giày da. Ta viết hoa chữ g của tiếng giày. Bộ phận thứ ba là Phú Xuân là tên địa lý nên ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó tức là viết hoa chữ phờ của tiếng phú và chữ sờ của tiếng xuân các em hãy liên hệ địa phương nơi mình ở viết lại một tên cơ quan xí nghiệp có ở địa phương em cô ví dụ địa phương nơi cô ở có công ty giày da mỹ phong trường tiểu học tân hòa a trạm y tế xã Tân Hòa. Như vậy, cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài chính tả rồi. Đây là nhiệm vụ tại nhà của các em. Các em hãy nhờ người thân hỗ trợ cho các em nghe viết bài chính tả trong lời mẹ hát. Và các em tự nhớ viết bài sang năm con lên bảy. Xem lại các bài tập cô đã hướng dẫn làm bài tập 2 trang 147 và bài tập 23 trang 154 155. Ghi nhớ quy tắc viết tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ôn lại các bài chính tả để thi cuối học kỳ 2. Tiết học đến đây kết thúc rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và đạt kết quả tốt đẹp ở kỳ thi cuối cấp. Cô mến chào các em.